công thức nấu bữa sáng lành mạnh để giảm cân hiệu quả. Trứng nướng với nấm và cải bó xôi. Nguyên liệu: một muỗng canh dầu ô liu, một củ hành tây nhỏ, 2 chén nấm, 4 lá thịt xông khói, 4 quả trứng, 200g cải bó xôi, muối, tiêu, ớt và bơ. Cách làm trứng nướng với nấm và cải bó xôi: làm nóng lò ở nhiệt độ 200 độ C, đun nóng dầu ở chảo lớn, thêm hành tây và nấu khoảng 3 phút cho đến khi hành tây có màu trong suốt. Thêm nấm vào và nấu khoảng 5 phút cho đến khi nấm có màu nâu nhạt. Khuấy thịt xông khói, cải bó xôi và ớt rồi nấu trong vài phút cho đến khi rau nóng đều. Nêm với muối và hạt tiêu. Chia hỗn hợp rau vừa xào vào 4 bát đã được bôi một ít bơ để nướng. Đập trứng vào từng bát, tránh để lòng đỏ bị vỡ. Đặt 4 bát vào khay nướng và nướng khoảng 10 phút, sau đó thưởng thức.